Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hành chính tại công ty Microasset Việt Nam chi nhánh Quảng Nam. Tại thời điểm kiểm tra, công ty không gắn bảng hiệu, không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật. Tại đây là 76 người sử dụng điện thoại, gọi điện, tư vấn cho người có nhu cầu vay tiền dưới sự điều hành quản lý của Nguyễn Thị Xuân Đào và Trần Thị Nàng Hương. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện nhân viên công ty ngoài hoạt động phát triển cho vay cá nhân còn có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam. Cơ quan công an mời 76 đối tượng về trụ sở đấu tranh làm rõ, thu giữ hơn 5.000 trang tài liệu trích xuất có liên quan. Công an tỉnh Quảng Nam xác định các đối tượng chủ động tìm mua thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm kín hoặc thông tin bị lộ lọt từ các tổ chức tài chính. Sau khi có thông tin, các đối tượng sàng lọc chia theo nhóm tuổi, ngành nghề đến giờ hoạt động của khách hàng để bán thông tin, thu lợi bất chính.